Em chào khách yêu nha, tối hôm nay em có anh chị Như qua sắm nữ trang nè. Anh chị lựa một dây nè, dây này dây đúc thẻ nha, dạng thẻ nai, đeo cực kỳ sáng luôn. Đó, móc máy dập bi nè quý khách nè, dây này chính chỉ hơn nha. Còn lựa thêm một cái lắc dập bi luôn, lắc mẫu nai đi bộ luôn, lắc này cũng chính chỉ hơn. Đó, đeo cực kỳ sáng luôn, đúc này là mình đeo nó bền lắm. Em đeo cho anh nha. Khóa hộp nè, ngay khóa nó móc máy luôn. Em đeo dây danh luôn nha. Đó, đẹp chưa quý khách nè, đeo nhẹ nhàng, nhìn sang nè. Rồi, tổng bộ nữ trang này của anh chị là gần 60 triệu nha, em gửi hóa đơn anh nè. Dạ, chiều hôm nay là có chị Vân ở Tân Bình. Hôm nay chị Vân ghé ủng hộ em là một bộ đồ bộ nè, cái lắc và thêm một đôi bông nha quý khách ha. Đây à, bộ đồ bộ YSL nha, dễ thương lắm. Đây là thương hiệu YSL nha quý khách. Vòng nè, à, bông tai và cái mặt dây chuyền, thêm một cái kiềng cổ nữa ha. Ôi đẹp quá cả bộ nè. Cái này là kiềng cổ dạng dẻo nha, cái form nó cỡ chỉ mấy thôi, rất là đẹp luôn, chỉ rưỡi chỉ sáu. Kiềng cổ này là có dập tên thương hiệu luôn nha quý khách, búp bà rì à. Nó chạy cát lên rất là đẹp nha, dạng dẻo à, đeo rất là êm và không có bị cấn nha. Cả bộ nè, xuất sắc. Cái này là cho cô con gái, còn cái này là cho chị ha. Một đôi bông, đôi bông là châu lưới cộng cách tắm nè. Cái này một bên là nửa tim, hai bên là ghép lại thành một hình trái tim nha, rất là đẹp luôn. Đơn giản dễ đeo ha. Một cái lắc dạng oval nối à, cái là lắc dạng oval dập bi nha, hai mặt đều nó dập như nhau nha, rất là đẹp luôn. Khóa hộp nha quý khách ha. Rồi, cái này để em bỏ từng cái hộp cho chị ha. Tổng giá trị mà hôm nay mà chị Vân ủng hộ tiệm là 37.900.000 nha quý khách. Em rất là cảm ơn chị Vân ạ. Cảm ơn chị đã đến và ủng hộ tiệm em nha. Em xin kính chào khách yêu tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Chiều hôm nay có chị Thu ở Bình Tân ghé ủng hộ em là ba bộ xi men nè, một cái lắc và một cái dây hàng cao cấp nha quý khách ha. Đây, khoe với mấy chị đây. Trên tay của chị Thu đang đeo là ba bộ xi men logo Chanel nha. Cái này là mẫu mới nè quý khách ơi. Logo chữ Chanel có dập ngôi sao ha, rất là đẹp luôn. Từng khúc của nó là hai hàng dập máy mũi xoàn nha, rất là sáng luôn, đều cả cái vòng. Bản 2,5 ly có khóa nha khách nha. Tất cả là đều là ni một ni nha, ni 52 nè, rất là đẹp luôn. Tay đeo đều y ba bộ quý khách ha. Hàng của chị đeo là toàn là của Kim Thành Thảo thôi nha. Giới thiệu thêm khoe thêm với mấy chị là cái nhẫn hai lóng nè, nhẫn lò xo nối dài cũng là thương hiệu Chanel luôn. Này là em giới thiệu thêm ha, chứ chỉ mua rồi, chị mua trước rồi, giờ em giới thiệu hàng chị mua là của em hết, nhẫn cũng mua của em luôn. Đây, hàng cao cấp đó nha. Thực sự mấy chị mà có tay cũng tay xương á thì nên đeo những cái bản nhẫn nghe nè, rất là đẹp luôn. Nó tròn cái tay nha, nó làm cho cái tay của mấy chị tròn lên và cảm thấy nó đẹp hơn, nó sang chưa. Mẫu nhẫn rất là đẹp luôn. Đây rồi, một cái lắc hàng cao cấp luôn ha. Đây, ba châu, châu cách tắm ha, xen kẽ là châu lưới nè, nối thanh nè, đeo rất là đẹp nha. Nhìn đơn giản vậy thôi nhưng mà khung tay xương thì đeo lên nó che lại cái khuyết điểm của mình đó. Hàng đúc hoàn toàn nha quý khách, em đeo cho chị luôn ha. Tay chỉ đeo rất là đẹp luôn quý khách ơi. Mê chưa? Đó, đơn giản thôi mà rất là đẹp nha. Ôi. Đây, dây hàng cao cấp nha. Bây giờ em để dưới này nè, cho quý khách thấy cái khung dây của nó nha. Đây là dây ngọc trai nhân tạo nha quý khách. Dây liền mặt à. Mẫu này là bi đôi ha. Đây, nối liền đây. Này là đeo như vậy ha, kiểu như vậy nè, rất là đẹp luôn. Liền mặt, sang trọng, đeo rất là phù hợp khi mà đeo đi tiệc ha. Đó, cái dây này trọng lượng của nó là cỡ khoảng 7 chỉ hơn nha. Rồi, lắc là 7 cũng 7 hơn gần 8 chỉ luôn. Còn là những cái hàng mà nặng vàng và chất lượng thôi.
Tổng giá trị mà hôm nay chị Thu ủng hộ tiệm vàng là cỡ khoảng 110 triệu nha quý khách. Rồi, cái này bỏ hộp cho chị luôn ha. Em cảm ơn chị Thu nhiều ạ. Cảm ơn chị đã đến và ủng hộ tiệm em nha. Dạ, chiều hôm nay là có chị Như ở Bình Tân đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là một cái GB nè và một cái mặt thương hiệu LV hàng cao cấp nha quý khách nha. Đây, hàng xuất sắc mấy chị yêu ơi. GB nha, GB lớn nhỏ nha. Cái này là dạng móc máy sò theo công nghệ mẫu Ý ạ. Rất là đẹp nha. Sáng đều luôn nha. Đó. Từng bi lớn là xem bi nhỏ vào ha. Tiếp theo là một cái mặt thương hiệu LV hàng cao cấp nha. Đây, chữ LV này á, là ngoài viền của nó là két máy nè. Két máy ha. Ở khúc giữa là cái tấm nha. Tấm và tấm lùa luôn nha quý khách ha. Tấm lùa bên trong khúc giữa này rất là đẹp luôn. Đó, mẫu sáng cực kỳ. Có hai size nha. Một size cỡ 8 phân mấy và một size này là size cỡ 2 chỉ mấy ha. Nặng hơn cũng có luôn nha mấy anh chị. Và nhà Kim Thành Thảo là có đủ thương hiệu nha, LV, West L, Chanel và Hermès ha. Cái dây là tầm 6 chỉ hơn, còn cái mặt là 2 chỉ hơn ha. Chị yêu, em đeo cho chị nè. Em đeo để em khoe độ đẹp của nó cỡ nào. Nè, rất là vừa tầm. Trời ơi, da má trắng kìa. Sáng chưa, xuất sắc luôn ha, rất là đẹp luôn, đeo luôn chị ha. À, tổng hai món này là 30 triệu hơn nha quý khách nha. Rồi em cảm ơn chị Như, cảm ơn chị đã đến ủng hộ tiệm em nha. Em chào khách yêu nha, trưa hôm nay em có chị Bi qua sắm nữ trang nè. Chị Bi lựa một dây xoắn bướm nha, dây này là gần 9 chỉ, xoắn bướm này là móc máy theo công nghệ Ý nha, đeo cực kỳ sáng luôn. Chị còn lựa thêm một cái nhẫn phong thủy nè, đá toba dạng giọt, viền hai tầng tắm là đeo nhìn cực kỳ sang. Đai này đây đúc luôn quý khách nha, đeo nó êm tay lắm. Đây, lựa thêm đôi bông đi bộ đá tô ba luôn, một viền tròn luôn nè. Tổng bộ nữ trang của chị là một lượng mốt hơn nha, em đeo qua chị Bi luôn nha. Em đeo nhẫn nha, đeo ngón giữa giữ tiền luôn nè. Ở tay chị nhỏ nhắn đeo đẹp chưa. Đeo ngắn ngắn nhìn trẻ trung đó, quá trời đẹp luôn rồi quý khách nè. Đeo bông, đeo bông em để vô hộp cho chị ha. Bạn ơi, vô lấy gì không? Bốn ra trên quầy nè. Túi sách đâu em? Để này giao cho chị. Tổng bộ nữ trang của chị Bi là 41.600 ha. Em gửi chị hóa đơn, em để đây luôn ha. Rồi, em cảm ơn chị đã qua ủng hộ tiệm nha. Cảm ơn chị nhiều. Dạ, sáng hôm nay là có gia đình của chị Phương ở Sóc Trăng ghé tiệm và ủng hộ Kim Thành Thảo là một cái vòng nè, dây và nhẫn bông tai nè khách nha. Đây là vòng bản 6 phân rưỡi à, vòng bản caro ha. Rất là đẹp luôn. Từ dưới Sóc Trăng mà lên tiệm vàng Kim Thành Thảo nè. Cái vòng đẹp quá không quý khách. Hàng hot nha, đeo hoài được hoài luôn, không có lỗi thời nha. Đeo nó cũng thoáng nữa. Mẫu mã thì đẹp ha. Một cái dây giác cánh bướm mà. Rồi, sáng ghê không? Dây giác cánh bướm này là 5 chỉ rưỡi ha. Rất là sáng luôn ạ. Mẫu đẹp tuyệt vời luôn. Đây là làm theo công nghệ mẫu Ý nha, từng cái cánh bướm của nó là móc máy sao nha quý khách nha, móc máy mũi sao cho nên nó rất là sáng luôn. À, một chiếc nhẫn châu lớn này là cái hàng này là em mới vừa về hàng lại hồi chiều hôm qua nha quý khách nha. À, hiện tại là em đang có mẫu một màu và mẫu ba màu, em về nhiều lắm. Này, nhẫn châu cái form này là hai chỉ hơn xíu nè, rất là sáng luôn. Một đôi bông xước hình ngôi sao, model nhẹ nhàng đơn giản dễ đeo ha. Này, rất là đẹp luôn. Chị yêu cho em mượn cái tay của chị đem đeo cái vòng đi chị ha. Rất là đẹp luôn, dễ thương quá.
sáng hoài luôn nha, không có hộp hạt gì hết, cho nên đem cái độ bền của nó sẽ bền hơn là đeo hộp không biết khách ha. Tổng giá trị mà hôm nay gia đình của chị Phương ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là tương đương cỡ khoảng 48 triệu hơn xíu ha. Rồi em cảm ơn gia đình chị ạ, cảm ơn chị hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em nha. Chào khách yêu nha, sáng nay em có lọc ở Gò Vấp nè, chị Xuân qua lựa hai bộ nữ trang nha. Đây em giới thiệu là đây dòng hoa chùm nha, hoa hồng chùm đây, đeo một bộ luôn, đeo cực kỳ sang luôn. Chị Xuân lựa đồ móc máy đeo sáng bền nữa, khỏi thì sợ lướt hộp nữa. Đây đai nè, đai móc máy lưới nè, đeo nhìn thanh mảnh đó. Chị còn lựa thêm một cái dòng pha lê vàng, hoa pha lê vàng, thấy mẫu không bé đó. Thêm cái nhẫn hoa hồng nữa nè, chị lựa siêu phẩm Kim Thành Thảo không thôi. Tổng hai bộ này của chị là gần 2,8 lượng nha, em đeo cho chị Xuân nha. Tiếp gửi qua Facebook chị nha. Dạ em dài này con, đeo nhẫn luôn nha, tay trắng đeo đẹp quá trời luôn nè, sang cực kỳ luôn quý khách ơi. Bữa là chị Xuân qua lựa một bộ hôn công mày đó, công đó đá thứ ba màu trà, trà pháp á, cực kỳ đẹp luôn. Đi đường xa qua đây em mến luôn á trời. Tổng bộ nữ trang của chị là 102,3 triệu ha, em gửi chị hóa đơn. Cảm ơn chị đã qua ủng hộ tiệm nha, cảm ơn chị nhiều, em cảm ơn nha. Lộc sáng hôm nay là có anh Thanh đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là một cái nhẫn đúc nha, cái là nhẫn 24k nha quý khách, nhẫn đúc chạm rồng nổi à, đẹp xuất sắc luôn. Cái này là anh đeo vừa y luôn nè, chiếc nhẫn này là 1 lượng nha quý khách nha. Đây là mặt trên của nó là chạm nguyên rồng nguyên con nổi luôn ha, hai bên đai là chữ phước ạ. Rất là đẹp luôn. Nhẫn vậy là vừa đeo đẹp vừa làm của nè, xuất sắc. 1 lượng hơn xíu à. Chiếc nhẫn này giá trị của nó là 55 triệu hơn nha quý khách nha. Dạ anh Thanh đeo luôn đi ạ. Xuất sắc đó. Đây tay anh đeo hai chiếc của Kim Thành Thảo hết nha, một bên là chữ phước, một bên là rồng. Chiếc nào cũng lượng hết trơn. Rồi em cảm ơn anh Thanh nhiều ạ. Cảm ơn anh đã đến ủng hộ tiệm em ạ.